vũ trụ là một trí huệ siêu phàm. Ngày nay, khoa học ngày càng phát triển, những khám phá mới cho thấy vũ trụ không như chúng ta thường nghĩ chỉ là một cấu trúc tự nhiên với các chuyển động ngẫu nhiên. Trái lại, những bằng chứng khoa học lại cho thấy vũ trụ được tạo ra từ một trí huệ vô cùng khổng lồ, vô cùng siêu phàm, dung chứa hết thảy, và ai có thể làm được điều vĩ đại ấy? Vũ trụ biết con người sẽ xuất hiện. Những khám phá khoa học gần đây đã chỉ ra rằng bản thân sự tồn tại của các sinh vật sống có mối liên hệ chặt chẽ với các quy luật của vật lý học, thiên văn học và vũ trụ học. Như chúng ta đã biết, sự sống không thể tồn tại trên địa cầu nếu thiếu vắng nguồn nhiệt lượng và ánh sáng từ ngôi sao chủ mặt trời. Đây vốn là nguồn cung năng lượng chính cho trái đất. Đang nói là nếu lực hạt nhân chỉ yếu hơn vài phần trăm thì một proton không thể kết hợp với một neutron để tạo ra một deuteron. Nếu trường hợp này xảy ra, sẽ không có deuteron nào được hình thành bên trong mặt trời, do đó sẽ không sản sinh năng lượng mặt trời. Kết quả là mặt trời sẽ không chiếu sáng mà chỉ đơn giản là một khối cầu khí ga trơ ì lạnh giá ngăn cản việc hình thành sự sống trên địa cầu. Ngược lại, ở một thái cực khác, nếu lực hạt nhân chỉ mạnh hơn vài phần trăm thì mỗi từng proton sẽ nhanh chóng kết hợp với các proton khác dẫn tới một vụ nổ. Nếu trường hợp này xảy ra, mặt trời sẽ sớm phát nổ và bị tiêu hủy. Do đó, sẽ không có mặt trời chiếu sáng và cũng ngăn chặn việc hình thành sự sống trên địa cầu. Giáo sư Nathan Azia cho biết, cường độ lực hạt nhân lại vừa khéo nằm đúng trong khoảng phạm vi hẹp mà tại đó hai viễn cảnh thảm họa trên sẽ không xảy ra. Đây là một điều phi thường trong vũ trụ. Kích thước, nhiệt độ, khoảng cách tương đối và lớp bao phủ hóa học của hành tinh, mặt trời và mặt trăng của chúng ta cũng cần phải thật chính xác. Và có lẽ có đến hàng tá điều kiện khác mà cần phải thật chính xác. Một nhà thiên văn học tính toán xác suất để con người xuất hiện một cách ngẫu nhiên là ít hơn 1/1000 tỷ, nghìn tỷ, nghìn tỷ, nghìn tỷ, nghìn tỷ. Nói cách khác, xác suất một người bị bịt mắt có thể tìm thấy một hạt cát đã được đánh dấu trong tất cả các hạt cát ở trên tất cả các bãi biển trên thế giới còn lớn hơn nhiều. Chính vì thế, các nhà khoa học tin tưởng vũ trụ này phải biết được con người xuất hiện thì mới liệu trước được sự điều chỉnh như vậy. Cho nên đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Dấu chân của trí huệ siêu phàm. Vera Kitcher Kowalski, một nhà vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ, tuyên bố rằng cấu trúc tinh xảo vi diệu của vũ trụ là một dấu hiệu hé mở sự tồn tại của một lực lượng siêu nhiên. Kitcher Kowalski nói, cái trật tự tinh xảo vi diệu được khám phá ra nhờ vốn hiểu biết của khoa học chúng ta về thế giới vật chất đã mặc định sự tồn tại của một đấng siêu nhiên, của các nhân tố không thể giải thích được, của một đấng sáng tạo. John Polkinghorne, một nhà vật lý hạt đã nghỉ việc tại Đại học Cambridge danh giá để trở thành một linh mục của giáo hội Anh. John Polkinghorne cho rằng vũ trụ không chỉ là một thế giới cũ kỹ mà chúng ta lầm tưởng đã nắm vững trong lòng bàn tay, mà nó khá đặc biệt và được tinh chỉnh thích hợp cho sự sống, bởi nó là sản vật của đấng sáng tạo và Ngài muốn nó như vậy. Vào đầu thế kỷ 21, một người theo thuyết vô thần nổi tiếng, Anthony Flew, người chưa từng tin về những điều này trong suốt cuộc đời mình, đã bất ngờ về trí tuệ đáng kinh ngạc phía sau DNA. Flew giải thích những điều khiến ông thay đổi quan điểm của mình. Những gì tôi nghĩ về việc các chuỗi phân tử DNA đã làm chính là để cho thấy trí tuệ như vậy chắc hẳn phải liên quan đến việc khiến những phân tử đa dạng và đặc biệt này lại liên kết với nhau.
tôi thấy rằng những thành quả có được một cách vô cùng phức tạp đó giống như việc làm của một trí tuệ. Isaac Newton, ông là người đưa ra các định luật bất biến, tính toán sự chuyển động của các hành tinh và ngôi sao, ba định luật chuyển động và định luật vạn vật hấp dẫn. Ông tin rằng sự tinh mỹ của những công thức này hẳn là minh chứng cho một thần tích, cũng chính là đã chỉ ra sự tồn tại của thần. Newton nói rằng, từ trật tự kỳ diệu của các thiên hệ, chúng ta không thể không thừa nhận những điều này chắc chắn được tạo nên bởi những sinh mệnh cao cấp, toàn trí, toàn năng. Tất cả vạn sự vạn vật, dù là vô cơ hay hữu cơ trong vũ trụ, đều là từ trí huệ toàn năng của những vị chân thần vĩnh sinh tạo nên, người bao quát hết thảy đại trí đại huệ, người hiện hữu trong đại thiên thế giới, sắp xếp có trật tự, bao la vô tận, tất cả đều theo chỉ ý của Ngài mà sáng tạo vạn vật, vận hành vạn vật, rồi đem sinh mệnh, hơi thở vạn vật cấp cho con người. Cuộc sống, động tác, tồn lưu của chúng ta đều thuộc về người. Vạn vật trong vũ trụ tất nhiên là có một vị thần toàn năng đang điều khiển và khống chế hết thảy. Dùng kính viễn vọng để tìm đến nơi tận cùng, tôi đã nhìn thấy dấu vết của thần. Nhà bác học vật lý Albert Einstein đã nghiên cứu đạo Phật qua các sách báo của các học giả Phật học của người Âu Mỹ viết. Đáng kể là triết gia người Đức Schopenhauer Arthur năm 1788 năm 1860, tiến sĩ người Đức Paul Carus năm 1852 năm 1919, viện sĩ hàn lâm người Nga Vasily Veselyev năm 1818 năm 1900. Einstein đã phát biểu về đạo Phật như sau: tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể, gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật Pháp sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Mà Phật Pháp là sản phẩm của Đức Phật, một đấng trí huệ toàn năng mang tầm vóc vũ trụ. Vũ trụ có kết cấu giống với bộ não người. Theo môn tu luyện phương Đông là đạo gia, cơ thể người được xem như một tiểu vũ trụ. Khoa học hiện đại cũng đang dần khám phá ra những sự tương đồng đáng ngạc nhiên sau khi đổ hàng tỷ đô la nghiên cứu về não bộ. Những hình ảnh này cho thấy một sự tương đồng mang tính cấu trúc thể hiện ở các kết nối cũng như sự phân bố vật chất trong não và trong vũ trụ. Bức ảnh trên là nhìn qua kính hiển vi, trong khi bức ảnh dưới là một quang cảnh vĩ mô. Các khoa học gia giải thích rằng hố đen giống như nhân tế bào. Chân trời sự kiện của hố đen, tức Event Horizon, giới hạn mà vật thể sẽ không thể quay trở lại và bị lực hấp dẫn kéo vào trong hố đen, cũng giống với màng nhân bào. Chân trời sự kiện của hố đen có hai lớp, giống như màng nhân bào, mọi vật rơi vào trong đều không thể ra ngoài. Màng nhân bào phân chia, tách các chất lỏng trong tế bào, ngăn ngừa sự trộn lẫn và điều hòa sự trao đổi chất trong và ngoài nhân bào. Một điểm tương đồng khác là hố đen và tế bào sống đều phát ra các túi bức xạ điện từ. Các nhà nghiên cứu đã nhận xét, gần như tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ lớn đều được phản ánh trong tế bào sinh học như một tiểu vũ trụ. Nói đơn giản, vũ trụ có thể được nhìn nhận như một tế bào. Vậy có phải vũ trụ chúng ta phát hiện ra là một thành phần cấu tạo nên một vũ trụ khổng lồ hơn? Như vậy, vũ trụ có thể là một trí huệ vô cùng khổng lồ, vô cùng siêu phàm, có thể dung chứa hết thảy. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nhận thức của khoa học hiện đại. Trí tuệ siêu phàm đó, phương Tây gọi là Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Sáng Thế Chủ, phương Đông gọi là Đức Phật Chủ, Đức Phật Di Lặc, Chuyển Luân Thánh Vương.
Cũng vì vậy mà một trong những nhà khoa học lỗi lạc của nhân loại là Newton đã tin chắc rằng thần mới chính là chủ nhân thực sự sáng tạo nên hệ mặt trời vô cùng tinh xảo này.